Tại thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn quần vợt Việt Nam VTF tổ chức lễ khen thưởng đội tuyển Davis Cup và U12 Việt Nam. VTF trao tặng 5.000 đô la Mỹ cùng các phần thưởng từ nhà tài trợ cho đội tuyển Davis Cup, trao bằng khen và quà cho đội tuyển U12 Việt Nam nhằm ghi nhận và tuyên dương huấn luyện viên và động viên các đội tuyển quần vợt Việt Nam đã nỗ lực thi đấu đoạt thành tích tốt tại các giải quốc tế. Trước đó, tháng 6 năm 2024, đội tuyển quần vợt Việt Nam với lực lượng trẻ hóa chính thức trụ hạng tại giải Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á, châu Đại Dương năm 2024 diễn ra tại Amman, Jordan. Kết quả chung cuộc, đội tuyển Davis Cup Việt Nam xếp thứ 4 trong tổng số 10 đội tham dự. Còn đội tuyển U12 nam và nữ Việt Nam trong lần đầu tiên tham dự giải đồng đội trẻ nam nữ U12 khu vực Đông Nam Á diễn ra vào tháng 6 năm 2024 tại Singapore. Tuyển U12 nam đã giành huy chương đồng. Đội tuyển sẽ tiếp tục tham dự vòng chung kết giải tại Kazakhstan vào tháng 9 năm 2024. Với các chiến binh nữ nhí U12 xếp hạng 4 trên 11 nước tham gia, đây là kết quả ấn tượng và thể hiện những nỗ lực của các cô gái trẻ tại giải đấu này. Sau lễ khen thưởng, VTF đã tổ chức giao lưu quần vợt giữa các tay vợt của đội tuyển Davis Cup và đội tuyển trẻ Việt Nam tại cụm sân quần vợt Công ty Cổ phần Thể thao Vũng Tàu.